Xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Thì tiếp tục hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta tải một app về để chúng ta có thể biên tập video trên chính điện thoại của mình để đăng lên kênh YouTube nữa các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta tải app về nhé. Thì app chúng ta cần tải về để biên tập là app KineMaster này các bạn. App này nè. Bây giờ mình sẽ vào Share Play để tải về cho các bạn xem nhé. Nếu các bạn nào xài iPhone thì mình vô App Store nha. Còn mình xài hệ điều hành Android thì các bạn vô Share Play các bạn tải. Bây giờ mình sẽ bấm vào đây. Trên cái thanh tìm kiếm này nè, các bạn gõ KineMaster nha. Đây. Đây KineMaster này các bạn. Mình sẽ chọn nha. Thì cái app này mình đã tải về rồi nên nó yêu cầu mình mở. Còn ví dụ như các bạn nào chưa mở thì nó chưa tải thì nó để như nè các bạn. Nếu các bạn nào chưa tải về thì nó sẽ lại là cài đặt như vậy, các bạn bấm vô cài đặt nha. Còn mình đã cài đặt rồi nên mình không bấm vào. Mình trở về. Khi các bạn tải xong thì các bạn bấm mở nha. Giờ mình sẽ mở cho các bạn xem nhé. Thì cái KineMaster nó sẽ có giao diện như vậy nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay màn hình ngang này cho các bạn xem. Ok. Các bạn muốn chỉnh sửa bất cứ một cái video nào thì các bạn bấm vô cái chỗ tạo các bạn. Tạo mới nè, vô cộng. Các bạn click vào tạo mới nha. Cái này có rất nhiều độ phân giải khác nhau, các bạn chọn nha. Nếu mình làm YouTube thì mình nên chọn 16.9. Còn các bạn làm các dạng video khác thì các bạn chọn cái khung cỡ khác nhau nha. Giờ mình quyết định để làm YouTube nên các bạn chọn 16.9 là ok. Chúng ta click vào. Và các bạn bấm tiếp theo nha. Thì nó sẽ đưa chúng ta vào giao diện chống không nha các bạn. Một giao diện rất là quen thuộc nè. Bây giờ các bạn muốn sửa bất cứ một video nào thì các bạn lên, các bạn gọi vào phương tiện nha. Mà bây giờ mình sẽ lấy lại một cái video này để mình hướng dẫn các bạn nha các bạn. Cái này làm là cho nó nhanh, cho các bạn để video dài quá thì rất là lâu. Sẽ kéo nó ngắn lại các bạn, mình kéo cho nhanh chút, dài quá kéo lâu. Ok xong rồi, giờ mình sẽ mở cho các bạn xem thử nha. Tập rất là đơn giản như đó các bạn. Bây giờ các bạn muốn thêm cái hình video đăng ký kênh nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thêm cho các bạn xem nhé. Đây, cái lúc đăng ký kênh của mình đó các bạn. Lúc này giờ các bạn sẽ xóa nền cho nó nha. Mình sẽ chọn vào đó nè. Và các bạn chọn chỗ hình người nha, phim chô ma này các bạn chọn vào nha. Và các bạn sẽ bật cái nút bật này lên nha các bạn. Đó, ok. Thì mình sẽ kéo cái thanh này cho nó bằng cái thanh trên này mới hết được. Ok. Bây giờ mình sẽ mở thử cho các bạn xem nha. Đã nổi lên nút đăng ký của mình các bạn. Thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi các bạn. Thì chỗ này nó hơi bị thừa ra nè. Mình vào đó không thấy à. Con này mình cắt rồi nha. Nếu các bạn muốn chèn thêm nhạc thì bạn chọn bên chỗ âm thanh nha các bạn. Đây này nè. Mình click vào âm thanh nè.
và các bạn chọn bất cứ bài nhạc nào mà các bạn thích. Các bạn chọn album nha, nhạc download của mình nè. Giờ mình chọn mình nghe trước nha các bạn. Các bạn có thể nghe trước khi nào mà cái âm thanh nào mình thấy vừa ý thì mình chọn nha. Cái này toàn bộ mình lên trên YouTube Studio mình tải về đó các bạn. Nó rất nhiều dạng âm thanh khác nhau, các bạn có thể chọn dần. Bây giờ mình sẽ chọn cái âm thanh này nha các bạn, bấm vào dấu cộng nè. Ok, đây là âm thanh mình đã chọn hồi nãy nè các bạn. Giờ mình sẽ mở thử nha. Giờ mình tắt hết âm thanh của dạng của video nè. Mở nhỏ lại chút. Giờ mình sẽ mở cho các bạn xem nha. Này luôn. Này lớn quá. Ký nha các bạn. Thì video đâu có rồi mình mới đặt vô đó. Xin kính chào các bạn. Bạn nghe cái nhạc các này bạn không? Của mình trong thời gian vừa qua mình đặt với các bạn thấy bạn. Cảm thấy cái nhạc này nó lớn quá các bạn, xuống âm lượng rồi nha. Âm lượng nằm đây nè. Các bạn xuống nhỏ một chút để nó khỏi lấp cái tiếng của mình. Đó, giờ mình sẽ bật tiếp nha. Thì video hôm nay mình tiếp tục chia sẻ về hướng dẫn hơi lớn bạn. Giờ mình sẽ bật nhỏ xíu nha các bạn. Tại cái nhạc nền nó không cần quá lớn đâu, chỉ nghe dơ dơ rồi ăn thua là quan trọng là cái tiếng của mình trong video mình nó nghe lớn là được các bạn. Tại mình hướng dẫn mà không có nhạc thì nó rất là vắng, rất là khó chịu cho mình coi nhạc vô cho nó êm dịu cái video của mình hơn ha. Xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Trong thời gian vừa qua mình nghe dơ dơ gì các bạn đã xem và đăng ký kênh. Các bạn thấy cái nút này của mình nè, đăng ký của mình nó bị lỗi các bạn, nó lên đỏ một khúc sau này ha. Đó, các bạn thấy không? Nè, nó bị lỗi của này nè, giờ mình sẽ cắt nó bỏ các bạn. Nó bị lỗi một khúc này nè các bạn. Đó, khúc màu đỏ này các bạn cắt nó bỏ nha. Giờ mình muốn cắt khúc nào mình kéo nó. Giờ mình muốn lấy cái khúc này đúng không? Chạy hết cái chuông này mình cắt bỏ nha. À, ok. Giờ mình cắt bỏ khúc này các bạn bấm vào kéo nha. Giờ các bạn cắt cắt sang phải đầu phát, bạn click vào đây. Ok. Cắt bỏ đó thì nó hết màu đỏ nha các bạn. Rồi mình sẽ mở thử nha. Xin kính chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Trong thời gian vừa qua mình rất biết ơn các bạn. Còn cái xem cái gì cắt lại cái đó. Ok, mình cắt cái này. Xin kính chào các bạn. Mình chắc tú lỡ đây các bạn đến với kênh của nó mình lên rồi đó. Trong thời gian vừa qua mình rất biết ơn các bạn đã xem và đăng ký kênh ủng hộ mình. Thì video hôm nay qua đây các bạn có thể ghi âm vào được các bạn. Nếu ví dụ như video của bạn thiếu chỗ ghi âm nào mà các bạn nghe không rõ hoặc thiếu, các bạn bấm vào cái biệt thự ghi âm nè, bạn click vào các bạn nói chuyện nó sẽ phát cho các bạn. Bây giờ mình sẽ ghi âm thử cho các bạn xem nha. Giờ mình sẽ mở cho các bạn xem nha. Thì video hôm nay chào các bạn, thì mừng các bạn đến với kênh chia sẻ về hướng dẫn các bạn. Clip này bằng cách tạo ảnh thumbnail hay biến đổi là video chụp nhỏ app thì các bạn muốn tắt cái nền của mình, các bạn cắt cái nè, mình
hướng dẫn các bạn. Đó. Bạn muốn tách tách cái nền của video đi đúng không? Bạn cắt. Cắt hai đồ khác nha các bạn. Phân chia hai đồ khác bạn cắt bỏ. Rồi bên đây cũng vậy. Bạn chọn gấp vào thanh video ha, bạn cắt bỏ. Cắt chia hai đồ khác nè. Rồi ok, còn cái này các bạn click vào nè. Các bạn xuống hết âm lượng đó. Ok, bây giờ chỉ nghe cái tiếng thu âm nha các bạn. Còn video mình hoàn toàn mất tiêu rồi ha. Âm thanh thôi. Âm thanh thu âm thôi. Âm thanh video mình đã tắt rồi. Mình thì video hôm nay xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách biên tập video trên app của Kingdom Master các bạn. Các bạn làm thành công. Ta vào kênh YouTube để tìm một video để xem. Bây giờ các bạn muốn lấy lại cái âm thanh cũ của bạn xóa này bỏ là ok nha. Bạn click vào nó. Bạn bấm vào cái chỗ mà thùng rác này, bạn click vào. Rồi ok, giờ mình nhấp vào đây mình mở âm thanh lại cho nó. Ok. Giờ nó sẽ quay lại cái chỗ cũ các bạn. Này âm thanh nó bao nhiêu ạ? 86 luôn. Giờ mình sẽ mở lại cho các bạn xem nha. Đến với kênh của mình. Trong thời gian vừa qua, mình rất biết ơn các bạn đã xem và đăng ký kênh ủng hộ mình. Thì video hôm nay mình tiếp tục chia sẻ và hướng dẫn các bạn cách tạo ảnh thumbnail hay còn gọi là ảnh thu nhỏ trên kênh YouTube nha các bạn. Khi chúng ta vào kênh YouTube để tìm một video. Ok. Mọi thứ nào bình thường như lại nha các bạn. Thì các bạn có thể chèn ba cái chữ vô nha. Ở đây có nhiều thanh nè các bạn, chữ chọn chữ T nè, chữ Text á, văn bản các bạn click vào. Ví dụ như mình ghi là quan tâm này. Quan tâm. Xin kính chào các bạn. Khi mình ghi xong cái chữ thì các bạn bấm vào ok nha. Xong. Cái này các bạn có thể kéo bự cái này. Đó. Ok, mình kéo lên đây đi. Xong các bạn chọn màu nha, chỗ màu nè, màu sắc nè. Bạn click vào. Đây có khi màu cho mình chọn các bạn. Thích màu nào thì mình chọn màu đó. Giờ mình để màu vàng thử nha. Đó, nó sẽ đổi màu vàng các bạn nè. Thì trong đây nó có rất là nhiều hiệu ứng nha các bạn. Khi mình chọn màu xong các bạn muốn chữ mình nhấp nháy thì các bạn chọn cái giữa nè. Click vào. Mình chọn này là nhấp nháy, nhấp chậm, nhấp nháy, mạch, méo rung, đủ thứ nha các bạn. Giờ mình chọn nhấp chậm này. Đó. Rồi này nó ngắn quá đúng không? Mình kéo dài ra ha. Kéo dài hết video cũng được nữa. Bạn kéo thoải mái. Giờ mình sẽ mở một màn coi ha. Khi chúng ta vào kênh YouTube, cái thanh này nó sẽ nổi tuổi lên các bạn. Để xem. Đó các bạn ha. Thì ảnh thumbnail đóng vai trò rất là quan trọng. Giờ mình dài quá mình kéo nó ngắn lại nha. Còn cái này là chỗ nó xuất hiện các bạn. Hiện cái kiểu nào mình chọn kiểu đó. Ok, giờ mình bấm thử nè. Video để xem. À, thấy không? Thì ảnh thumbnail đóng vai trò rất là quan trọng. Nó có thể quyết định được người ta. Và khi các bạn làm xong xuôi hết á, các bạn có thể chọn mình cắt ra nè các bạn. Chỗ mình cắt ra nè, bạn chọn chèn ba cái hiệu ứng vô nha. Được rồi. Ok.
giờ qua mình rất biết ơn các bạn đã xem và đăng ký kênh ủng hộ mình. Thì video hôm nay mình tiếp tục chia sẻ về hướng dẫn các bạn chuyển cảnh cách tạo ảnh thumbnail hay còn gọi là ảnh thu nhỏ trên kênh YouTube nha các bạn. Khi chúng ta vào kênh YouTube để tìm một video để xem, chuyển cảnh này thấy xấu quá đâu, trước mình chuyển đẹp lắm rồi. Tiếp theo mình hướng dẫn các bạn chọn thời gian nha. Ví dụ như các bạn thấy thời gian từ khúc này đến khúc này, khúc trên đi, khúc này đến khúc này nè, các bạn thấy nó chậm quá, các bạn chọn cho nó nhanh lại nha. Chúng ta lựa chọn vào cái đồng hồ đó các bạn, bạn click vào cái hình ảnh nè, cái video mình muốn chỉnh sửa các bạn click vào, và các bạn sẽ chọn vào đồng hồ các bạn, một đồng hồ nè. Đây là cái thanh thời gian nó chạy nhanh bao nhiêu, chạy chậm bao nhiêu nè. Mình không được chọn quá 2.2 các bạn. Bây giờ mình chọn 1.5 nè. Ok, giờ mình chạy thử nha. Tới lúc đoạn thì rất là nhanh á. Nào mình lựa mình chọn này đó. Mà đăng ký kênh ủng hộ mình thì video hôm nay thì cái app này nó rất là tiện lợi các bạn, rất nhiều thứ để mình học hỏi mình làm. Thì các bạn cứ tải về rồi các bạn sẽ từ từ mình tìm tòi mình làm các bạn, nó cũng đơn giản thôi chứ không khó đâu. Vậy là ok nha các bạn. Bây giờ tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta cắt ngắn bớt video để chúng ta xuất file ra ngoài nha các bạn, cho nó nhanh, cho để dài lâu lắm. Giờ mình click vào âm nhạc cắt nhạc trước nha các bạn. Bạn click vào một cái kéo nè, thì tưởng kéo rồi chúng ta cắt sang bên phải. Ok, giờ tới thanh video nè, mình cũng cắt y chang như vậy luôn. Xong các bạn, giờ video mình còn có 1 phút mấy à, rất là ngắn. Bây giờ mình xuất file ra nha các bạn. Thì các bạn muốn xuất file ra ngoài, các bạn coi cái biểu tượng cái mũi tên bên trên góc phải, các bạn click vào nha. Ok, rồi tới đây là cái thanh chất lượng video, các bạn kéo sao cho nó vừa sức, cho nó nhanh nha. Rồi mình kéo tầm này được rồi. Rồi mình sẽ click vào xuất dự án các bạn. Xuất dự án các bạn click vào đó. Và các bạn sẽ chờ một chút nha các bạn. Thì nó sẽ xuất ra cho mình. Thì chỗ này lâu quá chắc mình cắt bớt video đó các bạn, cho nó nhanh chút chứ để các bạn mất thời gian các bạn chờ lâu. Ok, gần xong rồi. Ok đó các bạn, bây giờ mình sẽ click vào cái biểu tượng video mình phát xem thử nha các bạn. Đây mình click vào video các bạn. Ok, cái video mình mới xuất ra nãy nha các bạn. Đó, thời gian nó chỉ có 1 phút 12 giây nha các bạn. Ok, mình đã làm được đó các bạn. Và các bạn có thể ra chỗ bên thư viện mình xem cũng được nha các bạn. Đó, tập đăng ký của mình hồi nãy nha các bạn. Đây mình tắt âm lượng rồi đấy các bạn. Mình không mở âm lượng của video đó để nó ồn lắm. Tắt cho nó yên tĩnh. Sau mình ra chỗ điện thoại mình kiểm tra các bạn. Thì chỗ video mình hồi nãy nè. Đó, biểu tượng video này mình click vào nè. Thì đây là chỗ video mình hồi nãy nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài để mình kiểm tra chỗ thư viện nha các bạn. Ok, mình click vào chỗ thư viện của mình nha. Thì đây video của mình nha các bạn, trên góc trên cùng bên trái các bạn, mình mở cho các bạn xem nha. Đây là ok các bạn. Thì video mình đã làm xong rồi các bạn. Thì mình cũng mong các bạn cũng làm được giống như mình. Thì nếu các bạn xem video thấy hữu ích thì các bạn cho mình xin một like, đăng ký kênh và comment với phần bình luận nha các bạn.
để góp ý video của mình. Cuối cùng chúc các bạn nhiều thành công nha. Chào các bạn.